Thưa quý vị, vừa qua, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở lại phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân Nguyễn Đức An 61 tuổi, Việt kiều Mỹ và bà Phạm Thị Ngọc Thúy 43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Người đại diện theo ủy quyền của ông Đức An giữ nguyên yêu cầu tòa giao toàn bộ tài sản đang tranh chấp cho nguyên đơn để sang tên cho hai con gái chung với Ngọc Thúy. Bởi số tài sản này được mua từ nguồn tiền ông An có trước thời kỳ hôn nhân. Trong trường hợp tòa công nhận các tài sản tranh chấp là tài sản chung của vợ chồng, nguyên đơn đề nghị chia theo tỷ lệ ông An nhận 70%, Ngọc Thúy 30% đối với một số tài sản, còn một số bất động sản và cổ phần tại công ty Bình Minh ở Vũng Tàu là của riêng ông An. Ông An muốn được nhận tài sản sẽ trả cho Ngọc Thúy số tiền tương đương với giá trị cô được nhận. Trong khi đó, đại diện bị đơn không đồng ý, đề nghị tòa chia theo tỷ lệ 50-50 bởi đây là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân và Ngọc Thúy cũng muốn nhận tài sản sẽ thanh toán 50% giá trị cho ông An. Bên cạnh đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Thúy chỉ thừa nhận 17 tài sản đang tranh chấp gồm 5 biệt thự tại thành phố Phan Thiết, 4 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Pater, 5 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, biệt thự tại quận Bình Thạnh. 100% vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, 31% cổ phần tại công ty cổ phần Cảng Sao Mai nhưng theo luật sư của bà Thúy, căn cứ hồ sơ mua bán, thanh toán các tài sản trên có căn cứ xác định tài sản mà bị đơn yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn đều được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 3 năm 2008 và các bên không có thỏa thuận riêng nên đủ căn cứ để xác định là tài sản chung của cả vợ chồng. Song song đó, phản đối nội dung phía ông An cho rằng đã gửi khoảng 13 triệu đô la Mỹ về cho bà Thúy mua hàng loạt tài sản. Luật sư của bà Thúy nêu tòa đã cho nguyên đơn 13 năm cung cấp các chứng cứ chứng minh đã gửi về Việt Nam cho bà Thúy 13 triệu đô la Mỹ. Nhưng đến nay, nguyên đơn chỉ cung cấp vỏn vẹn hai tài liệu là các chứng cứ về hai khoản tiền 47 tỷ đồng và 700.000 đô la Mỹ. Và với các yêu cầu còn lại ngoài 17 tài sản trên của ông An, phía bà Thúy không đồng ý. Sau khi các bên kết thúc phần tranh luận, hội đồng xét xử tuyên bố phiên tòa tạm dừng đến ngày 26 tháng 10 sẽ tiếp tục mở lại.